Xin kính chào các bác nông dân. Hôm nay cái clip này là mang tính chất là cũng chia sẻ và cũng mở cái lối đi cho bà con qua những cái con vật, con bò, con gà, con đà điểu và một số những cây giống, con giống khác. Thì mình cũng chia sẻ bà con một cái chủ đề mới, chủ đề nuôi con này gọi là con trồn lông nhung. Và đây là cái clip khá chi tiết về cái quy trình cũng như cái một số những cái thuộc tính về cái chủ đề này. Thì đây là một cái tình huống trước khi mình chuyển cái con giống này đi cho một anh ở Bát Tràng. Anh ấy có đặt như vậy thì mình cũng thực hiện cái clip này để chia sẻ với các bác nông dân và một số anh em. Thứ nhất là cái con này thì là mình đặt tên nó là cái con trồn lông nhung. Cái dòng này thì nó là họ nhà chuột, họ nhà thỏ. Nhưng con này thì mình thấy là cái giá trị của nó trên thị trường nó là cái nuôi để làm cảnh, và một phần là chủ yếu nữa là nuôi để làm thịt. Nó cũng sẽ như là thịt chuột. Mà các bạn biết là thịt chuột nó là động vật hoang dã, nó là cái động vật ăn rất là nhiều cái mà bây giờ ở một số vùng quê là đám cưới là cái thịt chuột là một cái đặc sản vô cùng là quý. Thì cái các bạn nuôi cái con này thì cái tập tính của nó như sau. Thứ nhất là về cái thức ăn của chúng. Cái thức ăn của chúng thì con chuột này, con trồn lông nhung này, nó ăn chiếu là ăn cỏ. Nếu như các bạn cắt được những cái cỏ như thế này và cây ngô non, rồi sắn, rồi lá tre, rồi kể cả cám liên hoàn, cơm nguội, rồi cám cò, hay là thường nói chung là về rau củ quả ngũ cốc. Đấy, bạn cứ hình dung là nuôi con thỏ, con chuột nó ăn gì thì con này nó ăn cái đấy. Và thịt con này thì nó ngon tương đương với thịt chuột. Một số nhà hàng đã đưa vào một cái gọi là món đặc sản. Thì có cái là con chuột này thì có một cái đặc biệt tập tính là các bạn nên nhớ là nó sống bầy đàn. Một con trống thì nó sẽ đi kèm với khoảng 5 đến 7 con mái, và mỗi một nứa thì nó sẽ dao động từ 2 đến 6 con. Và cái màu lông của chúng thì nó sẽ màu khoang, có thể là tam thể hoặc nhị thể, có thể là màu đen trắng hoặc là đen trắng vàng hoặc là lai pha. Và cái trọng thể của chúng nếu con được trưởng thành nó lên khoảng 1,2 cân. Và những cái con mà nó chửa lứa đầu thì nó cũng chỉ khoảng một vài lạng thôi. Nhưng mà nó đẻ khoảng tầm vài nứa, 5-7 nứa về sau bắt đầu là cái trọng thể của nó lên tối đa. Thì cái giống này nó đẻ rất mắn và nó sống bầy đàn. Cái kích thước chuồng thì các bạn nên nuôi ví dụ như là rơi vào tầm, các bạn tận dụng cái chuồng gà hoặc chuồng lợn với cái bề dài khoảng 4m2. 4m2 thì các bạn nuôi được khoảng 50 con chuột sinh sản. 50 con chuột sinh sản thì các bạn nuôi có thể là 10 con chuột đực và 40 con chuột cái. Và cái nền chuồng của các bạn là có thể láng xi măng. Và theo kinh nghiệm thì là các bạn sẽ giải chấu hoặc là giải mùn cưa. Đấy. Thì bã bào, tất cả những cái gì nông nghiệp, nông thôn chúng ta tận dụng được thì con chuột này nó sẽ hút ẩm, những cái thứ đấy nó hút ẩm. Cái giống này các bạn không bao giờ được cho uống nước. Nếu như uống nước nó sẽ lạnh bụng và nó sẽ đi ỉa mà chậm, gây đến cái việc thiệt hại trong chăn nuôi. Cái giống này ưu điểm là nó ăn rất là tạp và đề kháng rất là tốt. Bầy đàn như vậy thì chúng sẽ sinh sản theo quần thể, và một con đực nó sẽ kèm vào 5-7 con mái, con cái. Và nó chửa thì dao động từ 2-6 con. Nó sẽ tự, nó sẽ tìm mẹ, tìm con và nó sẽ cho bú. Và một trong những cái điều lưu ý đến bà con là cái này chúng ta phải dùng mái tre và chống rét cho nó. Nếu như các bạn nuôi sàn thì nó cũng không tiện lắm, bởi vì nuôi sàn thì nó sẽ bị thọt chân xuống. Nếu như các bạn mà có cái xây được thành, có mái tre chống rét và có chấp nhận là mình giải những cái thứ hút ẩm như vậy thì chúng đái rất nhiều. Đó, chúng hình dung là nước đái thì cũng nói chung là các bạn cũng phải lên vệ sinh. Đó, có thể một vài ngày, một tuần các bạn vệ sinh. Và các bạn nên chống rét. Loại này nó cũng không ưa nóng, không ưa ánh sáng quá, vừa phải. Quan trọng là kín áo. Mà chúng di chuyển rất nhanh. Nếu như chúng sổng ra ngoài là các bạn hình dung là bắt chúng trở lại như bắt một con chuột. Trông nó thế này thôi nhưng mà các bạn thấy là nó không cắn nhá. Con chuột này thì nó con trồn này nó không cắn đâu. Đó.
Đó, thì các bạn thấy. Rồi rồi, kệ nó, kệ nó, không vấn đề gì cả. Nó chui là chui ở ngoài này, chui vào. Đó. Thì bịt đằng kia vào. Và giữ giữ cái máy ảnh này. Thôi rồi. Không ra thì nó phải ra. Nó ấy mà. Nó ra chưa? Ra rồi. Ra chưa? Nó rơi xuống dưới còn gì nữa? Năm con rơi ra rồi. Đúng không? Ừ. 10 con thì 5 con nọ, 5 con kia. Nó. Ừ. Nó ra, bắt đầu nó ra đây nó chui vào. Thì không phải nó ra được. Thế nó nằm ở dưới. Đó. Trông thế nó không cắn. Và đây là mình sẽ bắt một con ra để chi tiết cho các bạn. Có những con đen tuyền và có những con khoang đen. Đó, ví dụ con này là con khoang đen. Đó. Các bác thân mến, đây là cái con này là cái con nó đang có chửa rồi. Đó. Thì cái hình hài của nó như thế này. Đó, đây là con mái và chúng thì rất là bông tơi, chúng là trông nó thân thiện lắm. Trông thế thôi. Nhưng mà nó rất thân thiện. Đó. Đây là nó có một chút khoang. Và các bạn thấy là nó mình thả ra cho nó đỡ dậy để nó ảnh hưởng đến thai. Đó. Thì đây là những con mà cũng như vậy thôi. Các bác quay mình để vào trong lồng, mình không bắt nữa. Mình nói tiếp về cái chủ đề. Vừa rồi có một con nó kẹp ở cái dưới này. Mình cũng sợ nó ảnh hưởng, mình phải dừng lại cái clip. Mong các bác thông cảm. Nói tiếp về con này thì cái giá trị, cái thịt của nó thì rất thơm. Các bạn hình dung là đặc sản là thịt chuột thì các bạn biết rồi. Nó họ nhà chuột thôi, nhưng mà nó không hôi, không tợn, không cắn như là chuột. Và nó màu sắc. Thì một số anh em là nó có điều kiện thì chúng ta làm một cái lồng nhỏ như này, và các bạn đơn giản là chỉ ăn những cái thứ bỏng ngô rồi rau củ quả ngũ cốc là nó ăn và nó sinh sản rất là ok luôn. Thì cái clip này sẽ nói qua về cái thuộc tính như vậy, và cái chuồng các bạn làm với cái với tùy càng ô càng rộng lớn thì các bạn nuôi tập thể càng đông. Và mỗi một con trống sẽ ứng với khoảng tầm từ 5 đến 7 con mái. Và chúng cũng đẻ nhanh như chuột. Và chúng lớn nhanh cũng như chuột. Khi đẻ ra thì chúng bằng ngón tay cái, ngón chân cái. Tùy vào con mẹ. Thế sau đó là khoảng một ngày, một tuần là chúng sẽ... Một vài ngày, một tuần là chúng sẽ lớn rất nhanh. Và chúng không uống nước bao giờ. Nhưng chúng vẫn đái bình thường. Đấy là một cái điều. Chúng ăn những cái sợi cỏ như thế này. Chúng ăn những cái sợi cỏ như này, quay vào những cái sợi cỏ. Đây là những cái sợi cỏ bà con nông dân chúng ta có thể cắt được ở những vùng trên những cánh đồng. Đó, hoặc là chúng ta có thể trồng những cây vông, những cây ngô, những cái cỏ voi. Và những cái thức ăn, nếu hình dung như cái ngô, cỏ voi thì các bạn biết là nó như con bò thôi. Và ngũ cốc thì các bạn hình dung là nuôi những con gia cầm, gia súc, gia cầm nó ăn được. Chúng ta tận dụng những cái lương thực, thực phẩm mà nó ở quê hương, trên nông thôn chúng ta có thể nuôi được. Nếu như cái con này thì nó hàm lượng, nếu mà con to nó lên 1,2 cân thì các bạn biết là cũng làm được những cái, nếu mà quy ra thương phẩm thịt thì con gần như là không bỏ cái gì ngoài bộ lông. Các bạn biết là khi chúng ta làm một con mèo hoặc một con động vật thú rừng gì đấy, nó gần như không bỏ cái gì, mà thịt nó rất là lở, rất là thơm. Món này là mình cũng đã ăn thử và trải nghiệm. Các bạn nên nhớ là nó là đặc sản. Thì cái clip này mình mong là có thể là cái khoan nói của mình nó cũng chưa được chuyên môn. Bởi vì mình đây cũng là xuất phát từ bà con nông dân. Mình nói ra như thế để cho các bác cao tuổi và một số anh em là liên hệ đến cái tổng đài của bên mình.
Bên mình sẽ phối kết hợp với những các bác khác là gây dựng cái giống để nhân rộng ra mọi vùng quê đất nước. Cái này thì cái giá thành của nó thì nó cũng tùy vào cái lúc mình bắt con giống. Ví dụ như các bạn bắt những con bé ở dưới thùng xốp này thì nó sẽ ít tiền hơn. Và các bạn bắt những con nó đang chửa, như ở trên này nó đen, những con đen đen đây là nó đang chửa rồi. Các bạn về là các bạn có thể là có chuột con, có con trồn lông nhung con luôn. Thì các bạn nên nhớ là các bạn sẽ gây và sẽ nuôi. Thì cái loại này cũng khá là sạch sẽ, cũng rất là thân thiện thôi. Thì các bạn có thể gọi đến cái số tổng đài đăng ở trên tiêu đề, hoặc là những cái số sẽ hỗ trợ các bạn phần nào về kỹ thuật cũng như là cái nguồn con giống. Số điện thoại là 0163 530 5982. Cái này thì hình thức là mình sẽ cho vào cái lồng như thế này, hoặc là cái gì đó, nó sẽ được vận chuyển đi toàn quốc. Bởi vì là nó sẽ có cỏ, nó ăn như cái này là nó ăn 10 con này ăn 2-3 ngày nó ăn. Và nó nếu nó có tè ra đây thì có cái khay hứng nước đây rồi, thì cũng rất là sạch sẽ. Thì trên ô tô nhà xe họ cũng đã nhận, hoặc là mình sẽ có cách nào đấy nó sẽ sạch sẽ và các bạn nhận được thì nó sẽ an toàn. Khi chuyển chúng ta phải quấn vòng quanh này để chống gió, chống rét và chống stress cho con trồn ông nhung này. Và cái giá thành thì các bạn cũng yên tâm là nó cũng tính đầu con nó chỉ khoảng trên dưới 100.000 một con giống. Và các bạn nên tin tưởng và đặt hàng và chuyển khoản. Bên mình sẽ xây dựng cái kênh cây giống, con giống để đưa cái chủ đề mới và đưa cái nền kinh tế của bà con cao hơn, và đồng hành cùng bà con trong những cái con vật nuôi và những cây giống tiếp theo. Các bạn thấy video này chia sẻ chân thành, bổ ích thì các bác có thể là đăng ký kênh và tham gia ý kiến đến qua cái kênh mạng xã hội, thì các bạn có thể là đón nhận được những cái con giống từ những cái vùng quê khác nhau để chúng ta cùng nuôi, cùng phát triển kinh tế. Cuối video mình không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã có những cái theo dõi cái trang cây giống con giống và cái kênh nông nghiệp nông thôn của mình. Và các bạn có hồi âm gì có thể gọi điện thẳng đến cái số điện thoại là 0163 530 5982. Các bạn đặt những cái con giống như thế nào, hoặc là nắm bắt được kỹ thuật, bản thân mình cũng có thể phần nào nắm bắt được. Và mình sẽ họ tìm hiểu thêm đến những cái hộ đã chăn nuôi trước, và mình sẽ chuyển giao cái kỹ thuật. Tất cả những cái thông tin này là mình đều làm cái khảo sát và cái đi thực nghiệm, nói là chính xác, không có tính chất là phô trương hay là thu hút người xem, mà đây là tinh thần chia sẻ để mọi người cùng vui, cùng chăn nuôi, cùng đam mê đó. Thì các bạn yên tâm là tìm đến một cái kênh nông nghiệp nông thôn, cái cây giống con giống rất là chính thống. Chúc các bạn sức khỏe. Và đây mình xin nhắc lại, đây là cái video này là trồn lông nhung, và giá trị nó là giá trị là cảnh và giá trị thịt đó. Thì các bạn yên tâm thế thôi. Và giữ cái này để chụp. Bắt đi, bắt cho vào để chuyển cho người ta. Cứ bắt đi, nó có cắn nó mà sợ. Nhanh thì mới phải bắt. Chỉ bắt cầm dứt khoát tay mà. Đây. Kêu mày á. Kệ nó như con lợn con có gì đâu. Như con gà nhép, mình hình dung như con gà nhép thôi. Đừng nghĩ là cái con chuột đồng mà nó cắn đâu mà sợ. Loại này nó thân thiện mà. Nhanh lắm. Nếu mà nó sổng ra thì khả năng không bắt được. Không bắt được á. Nhanh như chuột mà. Vào đi. Đấy, con ấy chửa, đang chửa, hai con đang chửa. Đó. Để cả cỏ này là đảm bảo cho người ta bán cái con giống này phải. Tự nó sưởi ấm cho nhau. Bắt mãi một con, bắt chạy vòng quanh. Để xuống vào cái xốp luôn cho nó khỏi gió. Chiều để chuyển luôn. Đó.
Đấy là cái chủ đề rất là mới cho bà con. Cải bắp, lá sắn, rồi mọi vấn đề, những cái lá ăn được hết.